cái giá chào bán thì vô cùng rẻ, 1 tỷ 380 triệu đồng, diện tích là 30 m², xây dựng và thiết kế là 3 tầng, hướng nhà là hướng đông nam. Căn nhà gồm có 3 phòng ngủ và 1 phòng thờ, 2 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp, 1 phòng khách riêng biệt mọi người nhé.